Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên trong khuôn khổ chuyến thăm. Ngoại trưởng Lavrov sẽ có các cuộc gặp với giới chức cấp cao Triều Tiên, thảo luận một loạt các vấn đề quan hệ song phương và vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Chuyến thăm Triều Tiên hai ngày của Ngoại trưởng Nga Lavrov diễn ra một tháng sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến công du tới Nga. Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Masego cho biết hai bên đang nỗ lực tái khởi động cơ chế quan hệ kinh tế thương mại. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Lavrov đã thắt tùng Tổng thống Nga Putin trong chuyến công du tới Bắc Kinh và có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Hãng tin TASS cho biết Ngoại trưởng Lavrov có thể thông báo ngắn gọn cho phía Triều Tiên về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin và thảo luận chi tiết về chuyến thăm Triều Tiên của người đứng đầu nước Nga.